Và chúng ta sẽ đến với trận đấu đầu tiên ở trong xếu thứ hai, tỷ số là 1-0 VC dành đội bạn. Vâng, cứ tưởng thắng 3-0 dễ dàng trong xếu đấu đầu tiên, nhưng lại để bị bật. Rất rất đáng tiếc. Oh yeah. Chúng ta sẽ đến với trận đầu tiên trong C2. Vâng, bên bạn Pan Baby của bên này là Cho Son và như vậy là Cho Son và Minoan. Lần đầu tiên He cầm một quân xấu trong ngày hôm nay. À không, con này cũng không xấu lắm. Vâng, lên cũng à, ghi lại ngon. Bạn nhớ rằng cung A của Minoan ở trong cái map La này nó rất ba, nó cực kỳ mạnh. Nếu thể đối đầu với cung A Minoan thì chỉ có một vài một loại quân như kiểu là Maxi Y kẹp cung A hoặc Y kẹp K hoặc cung A kẹp K. Thứ hai nữa đó là cung R Egypt của Haiti cũng không có cửa. Và cái Egypt nó trâu máu, nó vào gần được và nó bắn được. Và tất nhiên là đó chỉ là chuyện lý thuyết thôi. Một bài lạc là Pan kẹp với vâng cung R của Baby cũng hoàn toàn có thể cần tươi cái bài Minoan này. Nhưng quan trọng Minoan có lên được cung hay không đã. He không phải là game thủ có sở trường là đánh cung. Sở trường của He là đánh chém. Mặc dù He như vậy nhưng mà He không phải là một game thủ cầm cung tồn. Ở trong giải đấu AV Trung 2017 và tổ chức cách đây không lâu thì He cùng với game thủ Chim Trẻ Nắng cũng là hai game thủ đồng giải ba của thể loại solo QR Asian. Vâng, He để thua N1 ở trận thiếu bán kết một cách rất tức tưởi khi dẫn trước 2-0. Sau đó để N1 bật 3-2. Và lần đầu tiên N1 được bước vào trong vòng chung kết của giải đấu AV Trung 2017. Và bắt đầu với game thủ Sen Long, game thủ đến từ AV Trung Quốc. Vòng một bài He rất xấu và dường như đã gặp game thủ màu 1 rồi. Mỏ quả này tỷ lệ ăn chung là cực kỳ cao. Và không biết rằng ai sẽ ăn chung với game thủ màu 1 quân gì ấy. Pan à? Vâng, như vậy là Pan. Ăn chung quả với Pan sẽ một cái gì đó rất đau đầu. Khi mà game thủ cầm Pabran là đơn vị quân có năng ăn quả. Vâng, như ăn cướp. Vâng, nói chuẩn ra là như ăn cướp luôn. Nhưng dường như Pan chưa dò mỏ quả này. He sẽ là người đập BG trước. Đã bắt đầu gom dần rồi. BG với bên mặt bên kia khiến cho Pan không được mỏ quả này luôn không. Nhưng mà chưa đủ gỗ. Chiếc BG dành cho He làm cái E mặt bên kia là ngon. Rồi ngon luôn. BB nữa cho nó chắc. Pan không ăn được quả thì sẽ là rất tươi. Cắt dần ra đàn hiếu đôi. Như vậy là chắc chắn đánh chém bài này rồi. Vâng, đánh cung thì không khác gì là tự sát. Một bài mà Hưng Nhồn ăn quả sau He He. Có phải là trận này Hưng Nhồn có khỏe không? Đàn hiếu đôi 2, 4, 6, 8, 10. 12 con. 12 con hiêu. 24 dân thôi. Khói được cùng bài này rồi. Với việc mà He vẩy được chiếc AB ở vị trí kia khiến cho Hưng Nhồn ăn quả chậm đi khá nhiều. Bài He cũng chỉ kích 8-20 với 24 dân. Còn đây là bài của N1. Cầm cho sọ, cắt dần ra ăn quả. Vâng, 2 quả dành cho N1. Bên phía bên kia thì tôi quan ngại nhất là cái bài Babylon mà nó lại đánh cung chém. Chém thủ phù sẽ cực kỳ khoai. Vâng, 27 dân. Không loại trừ trường hợp bằng tí sẽ đánh bài cung thổi phù cũng sẽ rất mệt. Phù Babylon cũng là một loại phù tuyển. Nó cũng giống như phù của Cho Son. Khác biệt đó là phù Cho Son thì là giá rẻ, còn phù Babylon thì là hồi chiêu nhanh. Bằng vừa phù xong mà có thể hù tiếp được luôn. Đó là phù của Baby.
Alamaz, Zogonta, quân là xấu hơn và bài vở cũng không phải là đẹp. Cam thủ chúng ta sẽ giải quyết bài khó là như thế nào đây? Vâng, thế bảo Hưng Nhồn cũng truyền đời một bài pan xấu dành cho Hưng Nhồn. À không, như vậy là pan lên đời rồi. Pan đời sau hè một tí. Babylon lên đời muộn nhất bản đồ. Nhưng trận này nó một đang không có lực. Công giáp đầy đủ không? 27 dân. Chắc là anh cùng rồi. Một cùng gì? Chạy cùng hay sẽ là cùng thổi phù? Vâng, dâng hai dân lên để làm một cái gì đó. Có thể là công ca và cũng có thể là công tê. Vâng, cung tê đẩy. Cung tê đẩy mục tiêu là nhà của He phải cẩn thận. Nó một bỏ qua con tê và sang nhà của Babylon, nhưng nhà Babylon kín như bưng. 2 BA đã có rồi. Nô một khả năng cao cần phải công ca trong bài đấu này. Ngựa giò nô một là cổng dây đổ he lấy thịt không cho trăm này. Cho he trăm thịt cho khỏe. 100 thịt dành cho he. Bài đấu nô một cần phải công được ca, đối phương đang kéo dần về. Con tê đã đi ra phía bên ngoài rồi. Như vậy là bị phát hiện ra tấn công ca. Một ca phía bên ngoài. Đối phương xây một A nữa, như vậy dường như là bài 3A dành cho Baby. Máy xe vẫn chưa có. Vâng, nhưng lạc đà sang tới nơi luôn. Lạc đà bàn chạy quá nhanh. Tấn công ca hơi lộ dành cho game thủ N1. Và bàn đánh thủ. Vâng, như vậy là nhà kín rồi. 4A đã xong dành cho Babylon và máy xe vừa mới có. Rồi vẫn đang cố gắng cầm dân lên để có thể có pha công ca. He làm được gì chưa? He tham 21 rồi. Một bài pan không khỏe, nhưng dường như He cũng là một bài bình hoàn như vậy. Con tê của tí. Pan đang thủ phù, một L thủ phù và ra ruộng. Thấy bảo pan đấy hết lạc đà xuống bên kia. Đội bạn đang muốn thủ trần lực cho Babylon. Để Babylon khỏe lên và cân hại. Vâng, bị chém nhà cà luôn. Hưng Nhổn không đi công hè nữa mà đứng ở nhà thủ bắn nổ nhà cà của game thủ N1. Tiếp tục là một trận điếu khoải. Vâng, có sọc đơn dành cho Hưng Nhổn. Hưng Nhổn đang đánh bài ăn hoàng và đang có. Vâng, như vậy là có cặp vũ khí và đang cho một mã dân để ăn vàng. Một mã dân để ăn vàng bằng nô một phù he phù được mỗi một con lạc đà mà thôi. Sao đang xong lạc đà khá đều. Dường như ở nhà có ruộng. Chỉ cần 3-4 cái ruộng thôi đã đủ cho Hưng Nhổn xong đều 1 điểm L rồi. Bây giờ BP của He là đi ốp. Vẽ ruộng tại nhà mình. Nhưng khó. Tỷ số 1-0 trong series thứ 2 dành cho đội bạn. Khó quá. Quân xấu hơn và bài cũng không đẹp. Một map mà dường như là không có cửa thắng dành cho Son và Minoan. Trận này trừ khi nhà khung kín và đánh được cung A thì mới có cửa cơ. Chứ đánh chém thì đã thấy khoai rồi. Bằng tí thậm chí còn đánh thẳng cung, không cần phải thủ phu, thủ phèo gì cả.
Chúng ta đến với trận thi đấu tiếp theo.